Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách chỉnh như nào để chúng ta có thể hát livestream nghe to rõ nhất ở trên tất cả các cái nền tảng xã hội, đó là chúng ta sử dụng cái dòng mixer X7. Mình giới thiệu qua đó là hai cái nút này, một nút là nút nguồn và nút 48V dành cho mic, các cái dòng mic 48V. Khi mà chúng ta bật lên thì chúng ta ấn một lần ở đây. Cái nút 48V này dành cho các cái dòng mic 48V như là K200, K320 sử dụng cái đầu đực cái. Thì khi đấy chúng ta mới sử dụng cái 48V. Nếu các bạn sử dụng các cái dòng mic 5V như là BM900 hoặc là AT100 thì chúng ta sử dụng cắm cái dây mic trực tiếp vào cái lỗ microphone ở đây. Đi cùng với cái mixer X7 này thì có một cái dây livestream. Dây livestream này hai cái đầu 3.5 để chúng ta có thể livestream được. Cách cắm thì rất là đơn giản, đó là chúng ta cắm vào cái lỗ line 1 và line 2. Ở đây chúng ta đều được hết nhé các bạn nhé. Chúng ta cắm vào đây. Đầu còn lại thì chúng ta cắm vào cái điện thoại cổng 3.5. Nếu các bạn sử dụng các cái dòng iPhone thì chúng ta cần thêm cái đầu truyền. Nếu các bạn sử dụng cái dây livestream 3 màu để chúng ta có thể PK được thì chúng ta cắm rất là đơn giản ở đây. Đó là cái cổng tai nghe. Tai nghe thì chúng ta cắm màu hồng ở đây. Và cái cổng màu xanh thì chúng ta cắm vào Amp Complement để chúng ta có thể PK được trên tất cả các cái nền tảng xã hội. Các bạn để ý một chút là phía trên cái cần gạt này chúng ta gạt về phía một dây nhé các bạn. Đấy là cách livestream qua hai cái dây khác nhau. Và ở phía trên cái dòng mixer X7 này chúng ta để ý một chút, đó là chúng ta hát livestream thì chúng ta bật cái pop song này lên. Đây là bốn cái cần gạt này là đây là chat. Chat thì chúng ta khi mà chúng ta hát thì chúng ta gạt về xuống dưới một chút để âm thanh nó ấm hơn. Thì lưu ý thứ hai đó là cái recording là cái đầu ra, thì cái này lớn một chút nhé các bạn nhé, tầm khoảng 5 giờ và chúng ta lùi lại một chút. Cái monitor cũng là đầu ra của mic và cái nhạc, thì chúng ta để tầm khoảng 4 giờ hoặc là 5 giờ. Rồi phía bên này là cái reverb thì khi mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta để tầm khoảng 10 giờ đến 11 giờ, cảm giác nghe âm thanh nó vang một chút. Còn khi mà chúng ta hát thì chúng ta để tầm khoảng 2 đến 3 giờ, tùy vào bài hát nữa nhé các bạn nhé. Mình để như này là cảm giác nó ok. Và các bạn để ý một chút nữa, đó là khi mà chúng ta thấy cái biểu tượng nhấp nháy màu đen ở đây. Khi mà chúng ta hát livestream thì nhạc rất là bé và cái giọng mình nó rất là cao. Và giải pháp đó là chúng ta tắt đi. Và các bạn có thể nhìn thấy mình ấn một lần là cái màu đen nó không xuất hiện nữa đúng không các bạn. Thì các bạn chỉ cần bấm cái pop song này lên và chỉnh cái chế độ vang này lên. Cần gạt nhỏ xuống, hai cái nút record và monitor này tăng lên để chúng ta có thể nghe cái âm thanh đầu ra nó to hơn nhé các bạn nhé. Ở phía trên này cũng có rất là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ